Mọi thứ đang diễn ra rất suôn sẻ với chủ nhà Fiorentina. Họ giành được tới 10 điểm trong số 12 điểm trọn vẹn ở 4 vòng gần nhất tại Serie A. Trên sân nhà Inter Milan, họ cũng có 3 trận bất bại liên tiếp. La Viola đang âm thầm nhưng leo rất cao trên bảng xếp hạng. Họ đã vươn lên vị trí thứ 5 tại giải vô địch quốc gia Italia. Chỉ còn kém hai đội xếp trên là Ngựa Ô Bologna và AC Milan lần lượt 1 và 3 điểm, nhưng kém hai đội đầu bảng khá xa. Nếu cứ tiếp tục chơi với phong độ này, đoàn quân của huấn luyện viên Vincenzo Italiano hoàn toàn có thể cạnh tranh xuất dự UEFA Champions League mùa tới. Điều này hoàn toàn khả dĩ với những gì Fiorentina đang thể hiện. Đối thủ của họ ngày hôm nay là Torino, đội cũng đang có phong độ khá ổn thời gian vừa qua. Đội bóng hàng xóm của Juventus chỉ thua đúng 1 trên 8 trận gần nhất. Torino hiện đứng thứ 10 trên bảng xếp hạng với 24 điểm. Soi tỷ lệ kèo châu Á, 0-1/4, Fiorentina có lợi thế sân nhà và cũng thắng tới 5 trên 7 trận gần nhất khi tiếp Torino tại tổ ấm của mình. Dù kèo chấp chỉ là 1/4 ở trận đấu này, nhưng họ vẫn xứng đáng được trao niềm tin. Chọn Fiorentina cả trận. Soi tỷ lệ kèo tài xỉu, 2-1/4, 4 trên 5 trận vừa qua của La Viola tại Serie A đều chỉ có không quá 2 bàn được ghi. Trong khi đó, con số này ở Torino lên tới 5 trên 6 trận. Với kèo tài xỉu chỉ 2-1/4, cửa dưới rõ ràng tin cậy hơn. Chọn xỉu cả trận.